Rồi khi anh nói mũi đốt thì các bạn nói là đốt ai khi anh nói kết bao nhiêu thì các bạn kết số lượng bấy nhiêu, nếu kết không đúng thì các bạn sẽ bị mũi đốt đó, sợ không? Các bạn ơi, mũi đốt đốt các bạn nào mà không kết lại làm ba người chung một nhóm nào? Các bạn ôm nhau lại nhóm ba người ôm nhau lại. Mỗi đốt đốt bạn nào mà không kết lại là năm người. Đổ dây đó rồi mà sao chạy? Ta làm giống ông nội dây. Trời ơi. Đây, đủ chưa nào? Các bạn ơi. Mỗi đốt. Đốt ai không kết lại làm hai người. Mỗi đốt nhóm nào không kết lại ba người mà bốn chân. Ba người bốn chân đâu. Hai người bên cạnh mình lên. Mỗi đốt đốt những bạn nào mà không nắm chặt tay lại với nhau thành vòng tròn lớn. Sau khi bị mũi đốt các bạn không biết cái vòng tròn nào lớn, vòng tròn nào nhỏ luôn. Hồi nãy nói không ai sợ mũi mà bây giờ làm từ lớn trên kia là biết tội các bạn rất là sợ vậy á. Sợ mũi. Rồi, sợ mũi sợ gió không? Gió thổi. Thổi các bạn nào không ngồi xuống. Gió thổi. Thổi những bạn nào không để tay lên da các bạn kế bên mời. Gió thổi. Thổi những bạn nào không để tay lên má của bạn kế bên mình. Chạy ra rồi, để chưa? Tay đâu, để đâu? Gió thổi. Thổi những bạn nào mà không phớt mũi của mình. Của mình nghe. Trời ơi, các bạn này mũi của mình vươn tay qua mất mũi của ta, có biết không? Gió thổi. Thổi những bạn nào không vỗ tay một cái. Vỗ tay một cái thôi. Gió thổi. Thổi những bạn nào mà không hô ha. Gió thổi. Thổi những bạn nào mà không hô hi. Gió thổi. Thổi những bạn nào mà không đứng lên. Dây. Gió thổi. Thổi những bạn nào mà không tập trung lại thành một hàng theo tiểu đội và một đơn vị ngọc hiểm. Nhanh lên. Tiểu đội 1, tiểu đội 2, tiểu đội 3.
YouTube nữa. Bên kia kìa, bên kia. Đó, đó, quay đăng YouTube nữa. Anh nghe em. Một chán. Rồi, giờ cái cô rồi. Những gì nói, trình bày. Hả? Tiểu đội 1, bước sang phải, một bước, bước. Tiểu đội 3, bước sang trái, một bước, bước. Cái vị trí mà mỗi tiểu đội chúng ta đứng một hàng nha. Đây là tiểu đội mấy ạ? Rồi, sau khi nhảy sạch xong đây. Các tiểu đội đứng thành ngay tiểu đội của mình. Rồi, tiểu đội 3 tập trung đây. Người ta cũng kêu bạn ngắm nhạc, nhảy theo điệu nhạc rồi. Tiểu đội 3 đây. Ờ, à, đúng rồi, đúng rồi. Các bạn trong tiểu đội 3 tập trung ở đây nè. Rồi, các em tập trung thể. Qua đây, đi qua đây. Tiểu đội 3 đó. Tập trung đây, một hàng đây. Tiểu đội 3. Nhảy vô hả Trâm? Nhảy con. Nhảy như nhảy đi ca chu vậy đó. Rồi các bạn, tiểu đội 3 vô hàng nha. Tiểu đội 1 qua đây. Xếp hàng đây. Rồi, lại đây, cô nắm tay nhảy. Chưa. Đây, các bạn, tiểu đội 1 xếp hàng đây. Tiểu đội 1 đó. Chưa. Rồi, xếp hàng vô đây. Rồi, tiếp theo. Xin con của cà rốt B nè, các cháu có đến đây, các cháu bước ra giùm anh một cái. Và riêng các bạn đoàn viên nè, các bạn nữ nhỏ đó, các bạn nhỏ con nè, chúng ta sắp xếp thành một đội hình để cùng chơi với các em, các bạn nhỏ thôi, nhỏ con thôi. Mời các em bên đây nè, bước qua đây giùm anh đi. Rồi Khánh rồi nè, bước qua đây giờ học sinh của cà rốt B, các em lại đây đâu, bước ra đây đi. Cùng rất nhiều bạn lên luôn Ngọc.
đây một xếp hàng đây. Rồi lại đây cô nắm tay nhảy. Chưa. Đây các bạn xếp hàng một xếp hàng đây. Xếp hàng một đây. Chưa. Rồi xếp hàng vô đây. Cho các cháu nhỏ dưới tham gia nhảy lên, tham gia cho vui. Các bạn bóc cái miếng dán phía sau ra. Rồi tất cả các bạn theo đội của mình di chuyển lên trên đây, lựa mảnh ghép. Để chúng ta thực hiện mảnh ghép lên nước, di chuyển hết tiểu đội lên luôn. Di chuyển hết lên. Còn tiểu đội và các bạn chúng ta tập trung lên để cố gắng hoàn thành mảnh ghép. Bộ đơn vị mình sớm nhất, nhanh nhất. Chụp em nè, đây nè. Trước mắt của tất cả các bạn trong những thanh niên và các anh chị thì chúng ta được nhìn thấy đoàn viên thanh niên và các chiến sĩ chúng ta đang lần lượt ghép đội bóng ghép của đoàn bóng cầu Việt Nam. Giơ cao lên cho bạn thấy. Cô ơi cô, nó nói cô ra ngoài để cho cháu chơi. Đơn vị nào là đơn vị mà trừ đơn vị đó 5 điểm. Tiểu đội 3 hay, tiểu đội 1 hay quá. Chúng ơi, con ghép một bóng rồi. Mình đã dễ kia ghép được 3 mảnh rồi. Tiểu đội 2 thì có sáng tạo hơn mà hiện giờ chưa được mảnh ghép nào. Hiện giờ chúng ta cũng có không biết những thức nào tôi. Để cho mấy cháu nó chơi. Bên này. Để cho nó chơi. Ừ, các bạn thanh niên của huyện Ngọc Hiển thì rất là hay ghét cúc đầu lên cúc đuôi. Rồi chết rồi. Đơn vị nào chúng ta ghét mảnh ghép của mình hoàn thành xong chúng ta di chuyển lên phía bên đây. Đem sản phẩm đi ra ngoài. Đem cái sản phẩm đi ra ngoài. Cầm cái cờ của đơn vị mình, đem cái tác phẩm của đơn vị mình di chuyển qua đây. Có dừng gớt, dán cho nó kỹ dừng gớt. Rồi.
rồi, đội hình đâu, đội hình đi theo đâu. Mấy đứa nhỏ nhỏ nè, tham gia nè, mấy chị lớn lớn quá nè. Biết một hàng dọc, quay hướng về đây, quay hướng về đây, một hàng dọc. Có mấy bạn nói không biết hàng nào hàng dọc luôn, đứng hàng dọc rồi các bạn có năm tiếng đếm để xếp thành hàng. Nếu trường hợp năm tiếng đếm xếp không ngay hàng thì ở lại sau tất cả các bạn chỉ trình nhớ 5, 4, 3, 2, 1. Ok, xin cảm ơn các bạn. Bây giờ á, đơn vị huyện Ngọc Hiển chúng ta có 10 giây để tạo một câu slogan thiệt là ấn tượng cho đơn vị của mình. 10 giây bắt đầu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Xong chưa? Ngọc Hiển chưa có điều, trừ 3 điểm ghi dựa dùm. Nè 2, 3, Ngọc Hiển cũng chưa đều, giống như học tiểu học vậy đó. Làm lại. Ngọc Hiển. Rồi, hồi chưa có 3 bạn, không có ăn chưa. Làm lại Ngọc Hiển. Hình như cả đội không ăn luôn. Làm lại Ngọc Hiển. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Xin mời mỗi thành viên chúng ta nhận một cái chai nước buộc vào thắt lưng của mình. Đây, bạn dỡ chai nước, dỡ sắp thành mặt hàng y như vị trí. Rồi sau đó chúng ta mới buộc vào thắt lưng của mình. Chưa hàng đi em. Đơn vị của bạn chỉ có 10 thành viên thôi, cho nên là chúng ta lấy 10 chai nước, không lấy nhiều hơn 10 chai. Đơn vị lấy nhiều hơn, mỗi đơn vị lấy nhiều hơn 1 chai trừ 5 điểm. Đầu tiên cho mấy bạn nhỏ nhỏ đi. Rồi, sau đó, còn đội trưởng đâu, đội trưởng đâu? Đội trưởng có đơn vị đâu? Em. Đội trưởng có đơn vị học viện đâu? Tiên làm đội trưởng đi Tiên. Đây, em là... đội trưởng có đơn vị học viện nhận. Bỏ nhẹ lên nhiệm vụ các em đếm đủ 10 bé thôi. Tên đơn vị, tên đội, câu slogan của mình, số lượng thành viên và sau đó dùng màu ở trong đây đánh dấu trên mặt thành viên của mình theo cái màu đó. Xếp hàng ghi tên đơn vị. Em nào đếm đủ 10 em thôi rồi có nhiều chúng ta ra ngoài cổ vũ. À, đủ 10 em thôi. Rồi chúng ta ở ngoài cổ vũ. Đây chúng ta sẽ thành một hàng dọc quay hướng gì đây à. Trong vòng 10 tiếng đếm tiểu đội chúng ta không xếp thành hàng thì ở lại cái chiều đúng không? 10 cột vô, cột chai nước vô. 8 7 6 5. Để ok đâu. Tên đội. Rồi đội trưởng. Đội trưởng ở đây đâu. Giấy ok. Ghi tên đội. Rồi cái khăn con gái. Lấy khăn lên con gái. Vừa vừa đổ vừa vừa còn hai đổi nữa. Làm gì con? Rồi nhảy bò đi. Tổng gương. 10 ba chân nhảy bò bò đâu. Cái đang quay vậy? Cái nào? Nè nhảy nè, hai người học chưa? Nhảy tới đặng. Ê rớt xong. Buông ra, buông ra.
chưa? Bẻ ra, bẻ ra, người miếng nhỏ nhỏ chia ra. Ăn mình nên sao ăn nổi. Chia ra cho các bạn miếng miếng. Ăn hết trái rồi đó mới đi đó. Thôi giờ bỏ đi, giờ bỏ đi. Quay lại ăn hết chứ hết trời đâu còn kìa. Miếng nó ngon. Ăn hết chứ vừa đi vừa ăn hết. Lên lên. Lấy cái nắm lên đó. Lấy cái nắm xong lên. Trời ơi. Cái tay tôi đắp lấy rồi. Trời. Trời má ơi. Chỉ cái tay đó. Ủa. Đó là dài đây. Ủa làm cái gì cô? Bắt con cá. Từ từ bắt, bắt từ từ, chụp ngay đầu từ từ thôi, bắt quá không dính đó. Chụp đầu đó, chụp đầu đó. Chụp cái đầu đó. Để đâu? Cầm, cầm ra. Đi ra. Cầm đi ra, con giữ về tới vị trí cuối cùng. Nè, để vô đây nè. Đây nè, tiếp bạn bắt nha. Để bắt dính cái đuôi luôn kìa. Ghê vậy. Cái loại chụp cái đuôi. Bước ra, sắp hàng, nhanh lên. Nhanh lên, đặng di chuyển. Cá nướng sao để ăn nghe, nướng khét không bỏ luôn á. Vừa lửa thôi, lửa quá nữa. Như nấu cơm gì đó, cứ như nấu cơm than lò vậy đó. Rồi ok, vô. Rồi ủa sao chở là không thấy miếng lửa nào hết trơn mà cháy ra ngoài thôi. Lửa vô mới chạy à. Đi mà hồi xung quanh cháy. Nấu cơm vậy đó. Chứ là để than lên vậy đó. Ơ nó cháy lan đi sao một nó cháy lan cho. Rồi nấu cơm. Trời ơi nấu là cơm mà cháy đừng vậy nè. Xói đi, xói đi. Không sao, không sao, không sao. Không sao nha. Dập. Lấy cây dập xuống cho nó tắt đi. Ở phía ngoài dập dập cho nó tắt đi chứ mình nói không sao hồi nãy sao ừ. Nó xoa dữ rồi đó, coi chín rồi đó. Chín rồi, chín rồi. Ok, ok, ok. Cầm đàng hoàng nha, nó bị. Còn cá ra nướng hồi này đem cho chú Đoan ăn nha. Cá đó chú Đoan ăn chứ không ai ăn được cái gì. Đi. Nào con cầm cái quẹt chim không? Ở đây nè, đây. Đây nè. Ăn quẹt rồi.